tuyển Việt Nam, gỡ rối cho huấn luyện viên Trussi bằng cách nào? Huấn luyện viên Philip Trussi ở cảnh một nách hai con thực sự bối rối với nhiều kế hoạch. Mục tiêu. Nhưng nói thế không có nghĩa thuyền trưởng người Pháp hết cách với bóng đá Việt Nam. U22 quan trọng. Thất bại vì không thể hoàn thành mục tiêu đề ra ở SEA Games 32 đẩy huấn luyện viên Philip Trussi vào tình thế khá khó khăn và đầy áp lực với U22 Việt Nam. U22 Việt Nam sẽ không thể thất bại ở vòng loại U23 châu Á, cũng như vòng chung kết diễn ra vào đầu năm 2024 nên buộc huấn luyện viên Philip Trussi phải tìm cách nâng chất cho đội nhà. Ngoài việc mong các học trò được sử dụng thường xuyên tại V-League, thuyền trưởng người Pháp dự kiến đưa một số cầu thủ xuất sắc ở lứa U22 lên tuyển Việt Nam nhằm tích lũy kinh nghiệm. Học hỏi về chuyên môn từ các đàn anh. Tính toán này hẳn nhiên không sai, bởi đây gần như là cách duy nhất giúp U22 Việt Nam tiến bộ và chơi tốt ở các giải đấu phía trước trong năm nay và vòng chung kết U23 châu Á. Nhưng tuyển Việt Nam phải là số 1. Nâng tầm cho U22 Việt Nam là quan trọng, nhưng rất rõ ràng bộ mặt của một nền bóng đá phải nằm ở tuyển quốc gia chứ không chỉ riêng lứa trẻ chơi ở những giải đấu châu lục. Chính bởi thế, tuyển Việt Nam chắc chắn phải là ưu tiên số 1 trong mọi kế hoạch của huấn luyện viên Philip Trussi. Xác định như thế để huấn luyện viên Philip Trussi không còn quá phải lăn tăn với U22 Việt Nam hay bắt buộc đưa những cầu thủ tốt nhất ở lứa tuổi này lên tuyển Việt Nam trong các đợt tập trung tới đây. Nhưng tuyển Việt Nam mới là quan trọng số 1 để huấn luyện viên Philip Trussi lưu tâm hồng đua vé dự World Cup 2026. Tuyển Việt Nam không nhất thiết cần phải có những nhân tố từ U22 vừa trở về từ SEA Games 32. Thay vào đó, huấn luyện viên Philip Trussi vẫn có thể dùng những cầu thủ khác nhằm thực hiện mục tiêu trẻ hóa. Nói rõ hơn, thuyền trưởng người Pháp hoàn toàn có thể dùng những cầu thủ nằm ở độ tuổi 23-24 vốn khá thành danh trong đôi năm qua, cũng như giàu kinh nghiệm hơn làm phương án dự phòng, bổ sung cho các đàn anh sau này. Ông Philip Trussi không cần thiết phải bó buộc chuyện trẻ hóa hay lấy tuyển Việt Nam làm bệ phóng nâng tầm cho U22 Việt Nam khi thực tế sự chồng chéo này rất dễ dẫn tới thất bại. Và bản chất, tuyển Việt Nam cũng chưa tới mức cần làm một cuộc cách mạng về nhân sự khi hầu hết các trụ cột vẫn đang chơi tốt tại V-League. Kèm theo đó tuổi tác cũng chưa phải quá lớn. Mục tiêu cao nhất của ông Philip Trussi cần thực hiện tới đây sẽ là thay đổi về lối chơi cho tuyển Việt Nam nhằm đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc đua giành vé World Cup 2026. Còn chuyện nâng tầm U22 hay trẻ hóa tuyển Việt Nam cũng nên tính dần, nhưng không có nghĩa phải quá gấp gáp. Xác định thế ngay từ bây giờ là cách duy nhất giúp Philip Trussi thành công. Còn vẫn lăn tăn với U22 hay thành tích ở các giải đấu cấp độ trẻ sợ rằng khó đi hết nửa thời gian hợp đồng.